Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên gia trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa tại đonggoitietkiem.vn. Trong video clip này thì tôi xin review cho quý vị và các bạn một chiếc túi đóng hàng to khổng lồ, một size túi mà lớn nhất hiện tại bây giờ trên thị trường. Vâng, túi đóng hàng HDPE màu đỏ, kích thước 40x60, kích thước rất lớn này, tôi phải ngồi xa ra cho các bạn xem này. Đấy, kích thước rất là lớn. Đấy, tôi xin nói thêm một chút về đặc điểm. Túi có bề rộng miệng túi là 40 này, chiều dài túi là 60 này. Đấy, tôi đặt ngang các bạn xem này, lớn không? Đấy, rất là lớn. Và túi có cái biên, đấy, như các túi khác là có biên từ 5,5 đến 6cm này, biên rất rộng này các bạn. Có thể đựng được hàng rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn nhá, biên rất là rộng. Đây, biên rất rộng, các bạn nhìn xem này. Đấy, vâng. Tổng kho túi đóng hàng tại Hà Nội thì luôn sẵn hàng và có thể giao ngay, giá luôn tốt nhất thị trường. Đây là mã túi đóng hàng HDPE 40x60 màu đỏ. Anh chị em hãy liên hệ với tổng đài của tổng kho túi đóng hàng tại Hà Nội đonggoitietkiem.vn 0839575757. Tôi xin nhắc lại là tổng kho túi đóng hàng tại Hà Nội đonggoitietkiem.vn 0839575757. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký và ấn nút chuông để nhận những video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.